Rồi, chào tất cả đang mực khổ nha, bác Trung Nam đã quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ ngày 7 tháng 12 ạ. Thì video lên tư vấn cho là con mình là 28 mẫu cần như này. Giới thiệu sơ lược những dòng trước. ISO thì em có những dòng chỉ là từ 5m4 đến 6m3, khoen nhỏ nha. Đây thì có 3H và cứng tầm khoảng 5H cho mình này. Cần súp thì từ 2m7 nha, 2m7, 3m này. Đây, súp lỡ nha. Cần dòng súp lớn, đây, súp từ 4m2. Đây thì có dòng như là từ EX này, DX này, CX cho mình nha, dòng Dynamic. Cần tay thì sẽ có những dòng mình lóng ngắn, lóng dài từ 4m5 nha, cho tới 8m1. Đây có một con ISO đây qua carbon gold nha, đã hạ cần tay. Con này thì phôi dày này. Cần lua thì sẽ có cho mình là cần lua máy ngang, cần máy đứng, cần một khúc. Đây, đều có nha em. Đây mình lua gần, câu ngâm. Một số cần câu bè thì sẽ có hai chi này. Đây những dòng như là cắm gốc, lỡ cho mình. Và một số 2-3 khúc cho này mình câu ngâm lan xe, ao sông hồ tự nhiên được đây. Thì em sẽ báo rồi tất cả tình trạng đây, tất cả số cần nha. Anh em lưu ý, mình xem kỹ video, chốt đơn cái liên hệ trực tiếp là Duy 0923 534779. Tất cả mặt hàng bên đây đều ship code toàn quốc, anh em nhận hàng đồng kiểm nha. Ship code là 30.000 một đơn. Mua từ sở bên em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình. Thì mã số 1 ở đây sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ nha. Con này của dòng là NFT nha. Đây NFT dòng super nha. 5m4 độ cứng 3. Con này hạ cần tay xuống ra cho mình tầm khoảng 5H nha em. Con này phôi của mình là phôi carbon này xoắn caro rất đẹp nha. Đây NFT. Cái dàn khoen con này là dàn khoen full sheet nha, sẽ có line khoen xứ xám thế này. Con này thì 5m4 thì bên Nhật người ta đã hạ bớt ngọn xuống rồi nha. Con này hiện tại còn cho mình tầm khoảng 5m2 thôi. Ngọn lớn nha, 1.8 ly. Con này thì ngọn sẽ có cho mình là 3 khoen chạy nha. Đây, mấy cái lóng của nó thì đều là carbon này. Carbon xoắn như này, dạng xoắn caro hay da. Đây rất đẹp nha. Con này anh em mình hạ cần tay thì 5H, mình đánh chép, đánh mè được nha. Đây. Tình trạng thế này. NFT. Thì những cái dòng mà thì đều là hàng nội địa Nhật rồi. Bắt gặp Fuji F7. Đây. Con này thì nó nặng cho mình là 300g, mã số 1 cho anh em. Giá con này là giá 700.000 ạ. 700 nha. Mã số 2 một con cần ISO khoen nhỏ, con này của NFT cho mình luôn. Con này thì con mới cứng. Con này của dòng là NFT dòng Power Love cho anh em. 6m3 cứng 1 đi kèm là 7 lóng này. Đây tình trạng con mới tinh. Dàn khoen là dàn khoen full sheet nha. Con này cho mình giá tốt cho anh em. Phôi hay da này toàn thân. Con này 6m3 độ cứng 1 thì ngọn của nó là ngọn 0.8 ly. Ngọn sẽ có 1, 2 này. Đây có 3 khoen chạy nha. Thì cái dòng này thì lóng 1 và lóng 2 của mình á là carbon xoắn vân như này. Có tất cả các lóng còn lại của cần đều là carbon hay da này. Con này 7 lóng, 6m3 cứng 1. Hạ tay thì ra cho mình tầm khoảng vào 3 đến 350H thôi. Nói chung cần đẹp nha và sáng tân. Đây, còn để cho mình giá tốt như này. Con này để cho mình là giá là 1.400.000. Trọng lượng của cần chỉ có là 260g. Mã số 2 nha. Mã số 3 thì một con cần dạng cần súp như này. Đây con này dạng cần súp lỡ nha. Cần này là cần súp lỡ, độ dài con này là 2m7, độ cứng 15. 15 thì cũng dạng câu lua rút, câu ngâm được này. Khoen là khoen pad Fuji, lọ xì đá xám. Ngọn cần thì là ngọn 2 ly, ngọn sẽ có 1, 2 khoen chạy đây. Con này kèm nhầm 3 lóng nha. Đây, 3 lóng cho mình thôi. Đây, tổng thể thế này. Lóng semi chống nổ. Con này thì cần sẽ ok hết nha. Khoen pad Fuji hết này. Con này khoen Fuji pad thường nha em. Con này trọng lượng của cần thì cần được á là 160g, mã số 3, giá 500.000 ạ. Đây 500 nha. Mã số 4 thì một con cần cũng dạng là cần súp lỡ. Con này thì anh em mình coi lô rút cũng được đây. Con cần này thì là của hãng Shimano. Đây Shimano khoen lớn. Độ dài con này là 3m, độ cứng 15, Hyundai spin nha anh em. Hàng nội địa Nhật đây. Bắt gặp Fuji F6. Dạng khoen Fuji loại đá xám nha, khoen lớn cho mình. Thì con này ngọn cần là 2.2 ly, độ cứng 15, ngọn sẽ có 1, 2 khoen chạy đây. Phôi cần là phôi carbon nha. Đây carbon xoắn vân. Tình trạng sẽ có sức dâm thế này. Cần đi kèm là 3 lóng như này. Đây cần đi kèm là 3 lóng nha. Khoen pad Fuji. Trọng lượng con này thì cần được là 160g, mã số 4 nha em. Giá 550 nha. Đây 550.000 ạ. Tiếp theo mã số 5. Số 5 thì sẽ có một con cần cũng dạng súp lỡ cho mình luôn. Cái con này thì của hãng Daiwa nha. Đây con này của dòng Daiwa này, súp lỡ. Con này thì dài là 3m6, độ cứng 15, dòng súp Power, hàng Korea xuất thị trường Nhật nha, có mã code và tem vàng đầy đủ này. Đây. Thì khoen pad là khoen pad Fuji, lọ xì đá xám, ngọn cần thì là ngọn 2.2 ly, ngọn có 1. Đây và hai khoen chạy nha. Con này thì kèm như là 4 lóng, là phôi carbon xoắn vân này, toàn thân thế này. Đây. Sẽ có sức dâm nha. Đây. Con này thì nó sẽ còn đẹp đây, cho mình là hàng về chứ có vệ sinh nha này. Mấy con này thì mình lau thì nó vết keo này sạch, lau ra thì nó sáng bóng cho mình luôn. Bắt là bắt gập nha, Fuji F7 3m6 cứng 15. Con này trọng lượng cần là 220g, mã số 5,
giá 600.000 nha anh em. Đây 600 ạ. Mã số 6, số 6 thì sẽ có một con cần, con này cũng dạng súp lỡ cho mình luôn. Con này thì dạng ISO khen lớn súp lỡ này. Con này độ dài cần là 4 m nha anh em. Đây 4 m cứng từ 5 tới 10 tính theo cần ISO nha. Súp lỡ thì tầm khoảng 15. Con này khoen pass của mình là khoen pass chính hãng theo cần cho mình. Độ dài là 4 m. Ngọn con này là ngọn 1.8 ly. Ngọn thì sẽ có 1 2 khoen chảy đây. Phôi con này là phôi carbon nha. Đây nước sơn màu bạc cho mình. 4 m nha anh em. 4 m thì con đi kèm là 5 lóng nha. Đây 5 lóng, đọc semi chống độ đầy đủ đây. Con này thì dạng cái ISO càng lớn, nó cứng tầm khoảng vào 4 5 h nha, tính theo cần câu tay. Pass của mình là pass thường nha, pass vặn này. Con này thì gốc sẽ có cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Nặng cho mình cân được là 300 g, mã số 6, giá 500 000 nha. Đây 500 000 ạ, 4 m nha anh em. Tiếp theo mã số 7, số 7 một con cần súp nha. Con này thì là con cần súp carbon. Thích hợp cho này mình đánh lộc đầu cần, đánh bạc bãi bạc biển này. Con cần súp này là cần độ dài con này là 4m2, cần của dòng là Cirrus cho anh em. Khoen pass là khoen pass Fuji, đây lọ xi đã xám hết. Con này 4m2, ngọn con này thì đo cho mình là 2.3 ly, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào 25. 25 thì rơi cho mình tầm khoảng EX, đánh lộc đầu cần gần bờ được nha. Đây tổng thể thế này. Con này kèm cho là 4 lóng, gốc gác thì có sức dăm nha. Đây, sẽ có giết xăm sơ đây. Đây. Tổng thể nha. Khoen pass Fuji lọ xi đá xám. Độ dài là 4m2, cứng tầm khoảng 25. Trọng lượng con này thì cân được là 390g, mã số 7. Giá tốt nha anh em, 650 nha. Đây cần lục cho mình ạ, 650.000. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì sẽ có một con cần lục, con này của dòng Shimano luôn. Con này của dòng Shimano dòng Slider nha anh em. 4m5 này, độ cứng cân là EXT. Hàng có bên hàng Indo này xuất thị trường Nhật thì nó sẽ có bạc cốt và tem vàng đầy đủ ở đây. Đây tình trạng gốc thì nó sẽ có sức dăm một xíu ở đây. Slider con này thì dòng khoen trắng này. Đây khoen trắng ngọc trai nha. Bắt là bắt gặp này Fuji LS7 Stylus. Thì EX thì cứng tầm khoảng vào 25, đánh lộc độ cần gần bờ, ngọn 2.2 ly. Ngọn sẽ có định vị này, một này. Đây có hai cái định vị nha. Định vị khoen đầy đủ cho mình đây. Đi kèm là 5 lóng. Tình trạng con này thì nó nước sơn ở trong thì còn đẹp đây. Rơi cho mình tầm khoảng trên 9% nha. Đây. Đánh lộc độ cần gần bờ. Sẽ là đều khoen trắng ngọc trai như này. Đây. Con này trọng lượng của cần thì cân được cho mình á là 370g, mã số 8 này. Giá là 3 triệu nha. Đây 3 triệu cho mình ạ. Thế tiếp theo thì sẽ có một con D này. Đây, con kia con E thì con này con D cho mình nha. Con này D thì cũng lúc có dòng Shimano luôn, con này có dòng là Slider luôn như này. SV 4m25, độ cứng là DST. Cũng là hàng Indo nha, xuất Nhật có mã code và tem đầy đủ đây. Tình trạng con này thì nó sẽ còn đẹp nha. Con này thì pass của mình là cũng là pass cập này Fuji Stylus LS7, pass đen nha, con kia pass trắng. Dáng khoen Fuji loại xi đất xám. Cái dòng này thì mình đánh lộc 25 27 m đây này. Đây, ngọn là tầm 2.4 ly. Định vị đầy đủ nha, một này. Đây có hai định vị nha, khoen hết cho mình. Tình trạng con này thì nó sẽ còn đẹp. Nó rơi cho mình tầm khoảng trên 90% nha. Đây. Lóng đếc thì nó sẽ còn sáng và đẹp hết đây. Khoen pass Fuji loại xi đá xám. Độ dài của cần á là 4m25, độ cứng DST. Con này trọng lượng cần cân được là 430g, mã số 9. Giá là 2 triệu nha này. Đây 2 triệu ạ. Rồi số 10 thì sẽ có một con cần lộc, con này thì có dòng Shimano, con này hàng tuyển như này. Đây Shimano dòng Ceramic nha. Đây Ceramic hàng tuyển này, 4m25, độ cứng con này là CST. Đây con này cứng nha em, cứng nó cứng với cái dòng thường á. Slider nó cứng hơn luôn. Con này á nó cứng tầm khoảng gần B cho mình. Con này thì hàng nội địa Nhật rồi. Đây. Con này thì hàng tuyển như mình nha em. Cái pad con là pad Fuji nha, titanium. Dàn khoen con này thì dàn khoen Fuji. Cái con này thì em có dám tham khảo giá thị trường nha. Giá thị trường thì rơi cho mình tầm khoảng hàng cũ á. Hàng cũ mà không được đẹp như này á. Giá thị trường nó rơi cho mình tầm khoảng từ 5 triệu mấy đến 6 triệu rồi. Con này thì tất cả dàn khoen của mình là dàn khoen full set. Ngọn thì nó có định vị đây, một này, hai cái định vị nha. Cần thì còn mới cứng. Con này rơi cho mình tầm khoảng trên 90%. Con này sẽ có định vị lóng này, định vị khoen. Đây, định vị đầy đủ hết nha. Con này thích hợp cho anh em đánh lục á, tầm khoảng từ 4 mét độ lại nha. Đây có định vị đầy đủ cho mình đây. Cực kỳ đẹp và mới nha. Mới tầm khoảng trên 90%. Lóng lết sáng tầng hết. Shimano con này 425 CST của dòng Dynamic nha anh em, Ceramic. Trọng lượng con này thì cân được là 430g, mã số 10 nha em. Giá là 4 triệu rưỡi nha. Đây, 4 triệu 500 ngàn. Con này cực kỳ hiếm nha anh em. Cái dòng này cái dòng Slider thì nó đại trà rồi, con này cực kỳ là hiếm cho mình luôn. Lâu lắm mới có 11 cây. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có mã số 11, có một con cần tay lóng ngắn carbon nha anh em. Độ dài con này là 4m5 nha. Đây 4m5. Nước sơn thì màu trắng hồng thế này.
thì con này 4.5 nó cứng rơi cho mình tầm khoảng 3H thôi. Ngọn cần tự đo cho mình là ngọn 0.8 ly. Đây, nước sơn con này thì nó màu bạc trắng thế này. Đây, 3H thế rồi bạn em mình, câu rô, câu giết, câu cá mè nha. Cái con này thì cá 2-3 kg này, câu thoải mái luôn. Đây, lóng liếc thế này. Tình trạng thì nó sẽ có ok nha, tất cả các lóng cho mình. Con này trọng lượng của cần thì cân được là 220g, mã số 11 cho nên giá là 400.000 ạ. Mã số 12 thì đây sẽ có một con cần tay lóng dài. Con này thì cần tay lóng dài, con này thì dài hơn 5m4 như này. Đây, 5m4 thông số. Con này hàng cái làng nội địa Nhật, thì phụ kiện thì nó sẽ có một cái đắp chụp kèm thế này bằng gỗ nha. Thì mấy cái hàng Nhật này thì nói chung là đa số nó còn mềm cảm giác thôi, tầm khoảng 3H, ngọn 0.8 ly. Thì con này ngọn cần thì cũng là ngọn đặc, ngọn tháp nha. Đây, ngọn lông phụng cho mình. Phôi của mình là phôi carbon này xoắn vân. Đây, carbon xoắn vân toàn thân nha. Đây, tổng thể này lóng lít thế này nha. 5m4, độ cứng tầm khoảng 3H thôi. Cái này mình có rô, có giết, nên có mè này. Đây, tình trạng sẽ có sức dòng. Tay cầm con này thì nó được cuốn chỉ và dây mây. Nắp chụp thì sẽ có cái dây buộc bảo hiểm thế này. Trọng lượng cân cân được là 200g, mã số 12, giá 750 này. Đây, 750.000 ạ. Mã số 13 thì đây có một con cần tay, con này là cần ISO đã hạ cần tay như này. Mình lưu ý nha. Cái tay cầm con này thì đã được cuốn này, để cuốn bằng keo, cầm chắc tay. Con này thì cần này của hãng Daiwa, dòng máy carbon gold như này, CG carbon gold. Độ dài con này là 7m4, độ cứng 2, tính theo cần ISO thì con này cứng tầm khoảng vào 3-300H, tính theo cần tay thôi nha. Tất cả các lóng của cần đều cuốn chỉ chống nổ ra đây. Con này thì độ cứng tầm khoảng 3-300H thôi, thế là mình câu cảm giác thôi. Ngọn con này thì đo được cho mình là ngọn 1.4 ly. Đây, tất cả các lóng của mình là có carbon đó nha. Carbon xoắn vân, carbon gold như này. Cái dòng carbon gold này thì đều là hàng nội địa Nhật hết. Đây, lóng liếc thế này. Chúng nó sẽ có ok nha, tầm khoảng 90% như mình đây. Con này em về đến đánh chép đều được nha. Chép đến mè được này. Nó dài nha, 7m4 cho mình. ISO hạ cần tay đã được cuốn chỉ chống nổ hết. Trọng lượng con này thì phôi dày nha, 490g, mã 490g, mã số 13. 600.000 như này. Đây, 600 cho mình ạ. ISO hạ tay. Mã số 14 thì đây sẽ có một con cần tay, con này thì của hãng Olympic như này. Đây, cần tay của dòng Olympic. Con này có dòng là dòng Olympic, dòng Testa. Độ dài có thể 8m1, độ cứng cần là EX. Thì rơi cho mình tầm khoảng 5H đây, hàng nội địa Nhật. Ngọn cần thì đo cho mình xác trên này là ngọn 1.4 ly. Đây, cái đầu bu con này 360 độ trúng xoắn nha, 1.4 ly. Phôi cần là phôi carbon này xoắn vân. Đây, xoắn vân toàn thân này. Đây, con này thì 81 nha. Tình trạng của cần thì các nước sơn của nó thì hơi cũ như này, nó có hơi xây xước nha. Đây, tổng thể này, mấy con này thích được bạn em về mình đánh chép, đánh sạc răng được nè. Để các trê nha. Đây, thể thế này. Tình trạng thì có xước cho mình. Dòng Testa. Đây, của Olympic nha. Trong cần thì nó hơi cũ, tầm khoảng 85%. Đây, lóng liếc thế này. Ngọn 1.4 ly, cần ra thẳng, rơi cho mình tầm khoảng vào 5H, hàng nội địa Nhật. Trọng lượng con này chỉ có là 270g thôi. Mã số 14 như này. Giá là 1.200.000 cho mình ạ. Đây, 1.200.000. Rồi, mã số 15 đổ lên thì sẽ có một số cần lua. Lua thì đầu tiên sẽ có một con cần lua máy ngang. Con này thì mã số 15. Con này là cần lua máy ngang 2 khúc. Độ dài con này là 1.8 như này. Con này cần của hãng Korea nha. Thông số tại mồi từ 5-21g. Tại cá 8-20 là bao. Độ cứng con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng với M. Ngọn cô đúng là ngọn 2 ly. Khoen pad là khoen pad Fuji. Ba chân lợi xe đá đen này. Đây, tổng thể thế này. Tay cầm con này thì bằng cán mút nha. Pad là bất vạn này. Fuji TPS 18 Japan. Cứng tầm khoảng M nha. Con này nặng là 110g, mã số 15, giá 500.000 ạ. Đây, 500 nha. Mã số 16 thì một con cần lưu 2 khúc máy đứng. Đây, cần lưu 2 khúc máy đứng cho mình nha. Con này là cần lưu 2 khúc máy đứng. Độ dài con này là 2m1 nè, cần 2 khúc. Thông số tại mồi từ 7-18g. Thì con này cứng tầm khoảng với ML thôi. Tay cầm con này thôi bằng cán bần. Bắt đầu phận này, của dòng Sky như này. Đây, cái dòng này đây. Cái hãng này là hãng thương hiệu này của Nhật nha. Cái dàn khoen của mình đều là dàn khoen Fuji, ba chân loại xe đá xám hết, cứng tầm khoảng ML, ngọn 2.2 ly, 2m1 nha. Cho mình lưu cá lóc, lưu cá chẹm đều được này. Đây, tổng thể thế này. Trọng lượng con này thì cân được á là 170g, mã số 16, giá 600.000 nha. Đây, 600 ạ. Mã số 17 thì một con cần một khúc như này. Con này một khúc cho mình câu bè, câu ngâm này. Con cần này của hãng Daiwa như này, dòng Horolock nha. Đây, Daiwa carbon cross đây.
tổng thể thế này. Có lẽ con cần một khúc của đây qua, con này ngọn đôi được cho mình á, 1m75 nha này. Đây 1m75. Cứ dạng khoen con này là dạng khoen Fuji 3 chân lợi xi đất trắng hết này. Đây tổng thể thế này. Khoen Fuji 3 chân lợi xi đất trắng. Cần một khúc, thế là cho này mình câu bè, câu ngâm đều được nha. Độ dài là 1m45 nha em. Con này thì chưa được 1m rưỡi nha. 1m45 thôi. Cốc sẽ có dây bộ bảo hiểm như thế này. Khoen pad là khoen pad Fuji hết, nặng cho mình là 360g, mã số 17 nha em. Ngọn 3 ly. Giá là 600.000 ạ. Đây 600 nha. Cần là cần một khúc nha. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần một khúc, con này thì dài hơn. Con này thì dài này, con này thì cần một khúc mã số 18. Cái con này độ dài của cần là 2m1 nha em. Độ cứng là 120. 120 thì cũng dạng cứng. Thế là cho anh em mình câu biển nha, câu ngâm, câu đáy được này. Dạng khoen là dạng khoen Fuji 3 chân khoen biển ở đây. Đây con này cực kỳ chắc chắn nha. Dạng cứng 120 thì tầm khoảng MH cho mình á. Đây tổng thể thế này. Khoen là khoen Fuji 3 chân, cứ khoen con này thì dày nha. Nó trong khoen nhiều thì nó sẽ phân bố lực tốt để hỗ trợ mình tải cá tốt hơn. Đây người ta tính hết cho mình rồi. Cái tay cầm con này thì là bằng cán mút và pad là bất thường nha em. Đây pad là bất thường nha. Khoen 3 chân khoen biển. 2m1 cần một khúc máy đứng. Trọng lượng con này là 410g, mã số 18. Giá là 800 nha em. Đây 800.000 ạ. 120 thì dạng cứng nha. Con này câu ngâm câu đáy được ạ. Tiếp theo mã số 19. 19 thì đây sẽ có một con cần lưu 2 khúc máy đứng. Đây, con này thì của dòng là Mazorap nha em. Đây, của dòng của hãng Mazorap này. Của dòng Sopara, độ dài con này là 9,6 là 2m28. Con này thông số tải mồi từ 3 đến 30g. Cứng tầm khoảng M nha, hỗ trợ JPE tầm khoảng từ 0.6 đến 1.5 đây. Đây con này hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật này. Thì tay cầm con này thì bằng cán mút và pad là bích vặn này, Fuji Mazorap chính hãng, dạng khoen Fuji hết nha. Con này thiết lập cho này mình lưu lóc, lưu chẽm, lưu nhớ hơi và nhớ thật đều được này, 30g. Ngọn con này thì ngọn zin đâu cần, nước sơn thì nó là màu xanh nha, xanh chuối non thế này. Ngọn 1.8 ly. Đây cái đầu bu xít cho mình ạ. Đây hai khúc nha. 2m88 cho này mình lưu gần, lưu nhớ hơi và nhớ thật đều được. Trọng lượng con này thì cân được á là 170g, mã số 19, giá là 1 triệu tươi nè. Đây 1.400.000 ạ. Mã số 20, 20 thì một con cần lưu 2 khúc, con này thích hợp cho này mình lưu gần này. Con này thì lưu gần nháy hơi nháy thật được này. Con này cứng như này. Cái con này thì có dòng là dòng pad cho này. Đây, dòng pad nha, Palamed này là của Mỹ nha. Cái dừa này, đây thương hiệu của Mỹ cho mình. Cái thông số con này như sau, độ dài con này là 11,6. Thì đo được chính xác cho mình là 3m48 như này. gần 3 mét rưỡi rồi. Thông số tải mồi từ 3/8 đến 1/2 OZ thì đó cho mình tầm khoảng từ 21g đến tầm khoảng 50g. Tải cá từ 10 đến 20 là bao nha, thì đó cho mình tầm khoảng vào 10 cái cá. Tay cầm con này thì bằng cán mút, dạng quen của mình là dạng quen Fuji đây này. Pad vặn Fuji gồm chữ vàng. Đây. Con dòng pad nha, của Mỹ nha em. Con này thì cực kỳ ok rồi, quen để ba là quen 40. Thì độ cứng con này thì đo cho mình tầm khoảng M đến MH cho mình. Ngọn là 2.2 ly. Đây, hai khúc nha. Cần lưu máy đứng. Cần nó thì ok hết. Trọng lượng con này thì cần được cho mình á là 300g, mã số 20 nha anh em. 20, giá là 2 triệu rưỡi nha. Đây 2.500.000 ạ. Đây gần 3m rưỡi cho mình nha. Cứng từ M đến MH ạ. Lùi nhớ hơi nhớ thật được. Tiếp theo thì một số cần câu ngâm câu bè nha anh em. Tiếp theo thì mã số 21. 21 ở đây sẽ có một con cần 2 khúc Heichi. Con này cho mình câu bè nha. Con cần này là của hãng là Olympic dòng Century. Con này 1m rưỡi nha anh em, độ cứng 10. Con này đủ nha em. Con này thì cái ngọn nó làm thấp hơn cái gốc nha. Thì con này đủ 1m rưỡi không hụt nha. Đo được cho mình là hơn 1m rưỡi luôn á. Đo chính xác là 1m55 á. Thì dạng khoen là dạng khoen Fuji 3 chân lợn xí đất xám. Cứng 10 thì chung là cảm giác. Cho nên mình câu bè, câu ngâm nha. Hàng China xuất Nhật này, có mã code và tem vàng đầy đủ đây. Cốc con này thì sẽ có bằng cán gỗ cho mình buộc dây bảo hiểm đây. Cái này nó buộc sẵn đây. Trọng lượng con này thì cân được là 110g, mã số 21, giá 400.000 nha. Đây 400. Mã số 22 thì một con cần 2 khúc, con này của hãng Daiwa. Đây Daiwa nha em. Con này thông số cần thì là 1m8 thì con này còn 1m6 nha em. Con này đo cho mình là 1m6 nha. Đây cần 2 khúc cho mình công ngâm. Con anh em lưu ý con này thì ngọn của mình là ngọn đặc thủy tinh nha. Độ dài hiện tại là 1m6. Dạng khoen Fuji 3 chân lợi xi đất xám. Con này thì độ cứng cao nha. Con này độ cứng ra cho mình tầm khoảng từ 100 đến 150 á. Đây cứng bạo lực nha. 1m6 của Daiwa China xuất Nhật. Đây, cho mình câu bè, câu ngâm, câu chì lớn nha. Tay cầm cán mút, pad vặn Daiwa Fuji chính hãng đây. Trọng lượng con này thì cân được là 240g, mã số 22, giá 600.000 ạ. Đây 600 nha. Ngọn đặc thủy tinh. Mã số 23 thì một con cần là 3 khúc. Con cần là cần 3 khúc carbon, độ dài con này là 3m, độ cứng 50.
50 thì dạng vừa nó sẽ không cứng và không mềm lắm. Thì phổ biến những dòng cần 20 khúc lại nha, tức là 30 thì dạng mềm cảm giác cho em. 50 thì dạng vừa, còn 80 độ lên là dạng bạo lực, nó không giống như là cần lục đâu. Cần lục mà 30 á thì nó cứng chắc phải tầm khoảng 100 đối với cần 3 khúc cho mình rồi. Thì dàn khoen con này là dàn khoen Fuji 3 chân sứ đen, ngọn con này là ngọn 2.6 ly. Đây tổng thể này. Nước sơn con này thì nó màu trắng nha, nó có sức dâm thế này. Tay cầm cán mút bát vàng Fuji chữ vàng. Đây, ba khúc gốc sẽ có dây buộc bảo hiểm. Thế là cái này mình đánh chép nha, cùng ngâm cô lăng xe được. 3 mét cứng 50, nặng là 360 gram, mã số 23. Giá 700.000 ạ. Mã số 24. 24 thì con cần là 3 khúc. Đây con này cần 3 khúc carbon nha. Con này 3 khúc carbon. Độ dài cần là 3m1, độ cứng 50. 50 thì cũng dạng vừa nha, nó cứng là dài còn cái 10 phân thôi. Khoen pad là khoen pad Fuji hết nha. Đây khoen pad Fuji sứ đen hết này. Thì ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Đây tổng thể thế này, cần 3 khúc nha, cùng ngâm lăng xe. Khoen pad Fuji hết, 3m1. Trọng lượng con này thì cân được là 310 gram, mã số 24. Giá 650 nha. Đây 650.000 ạ. Mã số 25. 25 thì con cần 3 khúc luôn. Con này thì nó dài hơn một xíu. Con này thì 3m3 nè, cần 3m3, con này đẹp nha, của dòng Navigator này. Con này có tem đầy đủ cho mình đây. Khoen pad là khoen pad Fuji. Đây lọ xí đá xám, thì nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu Fuji chống xoắn, ngọn 2.7 ly như này. Đây phôi carbon nước sơn màu đỏ này, rất đẹp nha, cứng tầm khoảng vào 50. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji cho mình luôn. Đây ba khúc cầu ngầm lan xe. Trọng lượng con này thì cân được là 310 gram, mã số là 25. Giá là 650 cho mình luôn. Mã số 26. 26 thì một con cần 2 khúc nha này. Con này là cần 2 khúc của dòng Sakura nha. Đây cần 2 khúc của dòng Sakura Mitsuki này, nội địa Nhật nha. Thì cái thông số con này như sau. Độ dài con này là 2m2. Con này thì thích hợp cho này mình câu lua như này, câu mực á, câu xích biển ngồi nhẹ này. Dàn khoen con này thì đều là dàn khoen full xích nha, ba trong khoen nào sống hết. Con này thì 2m2, con này thông số là tại mồi tầm khoảng từ 3 đến 80 gram nha này. Đây. Cái con này thêm lưu ý này, cái con này thì cái gốc của nó đặt độ nha, nó độ thêm cái gốc này cho dài ra nha. Cái gốc con này thì cái pad là pad zin ở đây của Misaki. Đây pad gold, còn cái pad này là pad gắn thêm này và gốc nó độ thêm như này, nó dài thêm một khúc. Hiện tại là 2m3 cho mình á. Đây tổng thể thế này. Trên ngọn của nó thì dàn khoen khoen lá, còn dưới là khoen Fuji Sit, khoen nòng sống hết rồi. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Con là độ cứng ở đây cho mình tầm khoảng ML hoặc là độ cứng 30, tính theo cần 2 khúc nha. Trọng lượng con này là 200 gram, tương đối nhẹ cho mình luôn. Dạng cần lua, cần Sit, mã số 26, giá 900.000. Đây, 900 nha Misaki. Mã số 27, 27 thì một con cần 2 khúc. Con này thì của hãng Daiwa nha em, dòng Horolock nha. Thông số như sau. Con này độ dài của cần á là 2m7, độ cứng 30. 30 thì dạng mềm không cứng lắm. Hàng Korea xuất thị trường Nhật đây, có mã code và tem vàng. Dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân lõi xí đá đen. Con này thì anh em lưu ý nha. Cái cần thủ trước thì nó có phủ cái lớp sơn mà sơn kim tuyến lên này. Và trên ngọn này thì nó phủ cái lớp keo phản quang nha, để sơn phản quang. Nó xịt lên thì nó có hơi nhơm nhảm ra đây. Tập thể cái này thì anh em tháo được nha. Đây là phủ lớp sơn kim tuyến đó thôi. Còn cần thì nguyên bản hết cho mình nha, không hao hụt cho mình ạ. Tay cầm cán mút pad Fuji đây qua. Dàn khoen Fuji, gốc có dây buộc bảo hiểm ở đây. 2m7 độ cứng 30, trọng lượng cần cân được là 320 gram, mã số 27 nha em. Giá 550 nha. Đây 550.000 thôi. Rồi cuối cùng thì mã số 28. 28 thì con cần 2 khúc. Con này thì cũng nó cũng dòng là Chenryu cho mình luôn. Là những dòng mà thì Navi nha em, tem này. Độ dài con này là 3m, cần là cần 2 khúc. Khoen pad là khoen pad Fuji, ba chân sứ xám đây này. Cái con này thì 3m, nó chắc cứng tầm khoảng 50 nha em. Con này thì không cứng lắm nha, nó hỗ trợ một cái đầu bu Fuji chống xoắn, còn lại khoen ba chân hết Fuji. Đây carbon xoắn vân. Thích hợp cho anh em mình nha, câu ngâm lăng xe đánh chép, giảm một câu cảm giác thôi nha. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji này. Đây hai khúc nha. Tổng thể thế này. Trọng lượng con này thì cân được á là 240 gram thôi, tương đối nhẹ nha. 3m rất là nhẹ luôn, bằng cứng lua. Mã số 28, giá 700.000. Rồi tổng thể thì đây sẽ có cho mình là 28 mẫu cần. Thì anh em ưng mẫu nào comment mã số nha, còn số điện thoại. Bên em thì sẽ ship có toàn quốc. Ở trong hàng đến thì mình sẽ được nhận hàng đồng kiểm nha, được kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền qua nhân viên giao hàng. Rồi, chào tất cả anh em nha. Chúc anh em một ngày tốt lành. Có xem video cho em được đăng ký một thông báo. Bên em thì về video về hàng hóa về nhiều thì sẽ lên nhiều hơn cho anh em nha. Gặp lại lần sau ạ.